Mời quý vị và các bạn theo dõi tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Nỗ lực vượt qua những khó khăn, nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn xã Bình Định, huyện Yên Lạc đã trở thành tấm gương phụ nữ làm kinh tế giỏi, làm giàu cho gia đình, cho địa phương. Là một trong những phụ nữ tiêu biểu làm kinh tế giỏi trên địa bàn xã Bình Định, chị Đào Thị Làn ở thôn Yên Quán đã cùng gia đình không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Trên đồng đất trũng một vụ thuê khoán, gia đình chị đã đầu tư vốn cải tạo để chăn nuôi thả cá. Với bản tính cần cù chịu khó, chị đã học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi từ các chị em phụ nữ trong xã, chú trọng đầu tư về thức ăn, phòng và trị bệnh cho đàn vật nuôi, nên đàn vật nuôi của gia đình phát triển tốt, đem lại lợi nhuận đáng kể. Hiện nay, với hơn 7 mẫu ao nuôi cá, 500 con vịt đẻ, gần 1 mẫu chuối, bình quân mỗi năm trừ chi phí, gia đình thu lãi gần 200 triệu đồng. Vào mùa đông, nhiệt độ xuống thấp, cơ thể sử dụng năng lượng nhiều hơn cho việc giữ ấm cơ thể. Chính vì vậy, trường mầm non Sơn Đông, thị xã Phúc Yên luôn chú trọng đến chế độ ăn uống đảm bảo dinh dưỡng để giúp trẻ tăng cường sức đề kháng và phát triển một cách toàn diện. Để đảm bảo nguồn thực phẩm tươi, ngon, an toàn cho trẻ, nhà trường đã ký kết hợp đồng mua thực phẩm của các cơ sở có uy tín và các cửa hàng rau sạch để đảm bảo nguồn thực phẩm cung cấp cho các cháu. Kiểm tra giám sát chặt chẽ về số lượng và chất lượng thực phẩm. Thực đơn các bữa ăn của trẻ đều được công khai hàng tháng cho phụ huynh theo dõi. Khẩu phần ăn của trẻ được tính trên phần mềm dinh dưỡng để đảm bảo đủ dinh dưỡng cho trẻ phát triển. Vào mùa đông, nhà trường tăng cường các thực phẩm nhiều chất đạm, lipid và đồ ăn nước uống cho trẻ luôn được giữ ấm. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên chế biến thực phẩm của trường thường xuyên được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhờ làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, lượng dinh dưỡng của trẻ được đảm bảo đã giúp cho trẻ phát triển tốt về thể chất và trí tuệ. Những năm qua, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ công an xã, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Lực lượng công an xã Ngũ Kiên có 20 đồng chí, quản lý địa bàn 14 thôn dân cư. Thời gian qua, lực lượng công an xã đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền cơ sở, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm. Cùng với công tác tuần tra kiểm soát, nắm chắc tình hình trên địa bàn, lực lượng công an xã đã tuyên truyền vận động nhân dân nêu cao ý thức tự giác trong chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Trong năm 2014, lực lượng công an xã đã phát hiện và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự tại địa phương, không để các vụ việc tồn đọng kéo dài gây mất an ninh trật tự ở địa phương. Xin được chuyển sang phần tin trong nước. Theo báo cáo môi trường kinh doanh cập nhật năm 2015 do Ngân hàng Thế giới WB công bố ngày 15 tháng 1 cho thấy, chỉ số nộp thuế của Việt Nam bị tụt 22 bậc. Số dần nộp làm thủ tục về thuế và bảo hiểm xã hội lớn nhất trong khu vực và tổng thuế suất doanh nghiệp phải nộp cao hơn mức trung bình của ASEAN. Theo công bố của WB, Việt Nam bị tụt hạng khi cơ quan này áp dụng phương pháp tính mới, mở rộng thêm một số tiêu chí như thanh tra, khiếu nại, hoàn thuế. Do đó, chỉ số nộp thuế của Việt Nam năm 2014 bị tụt 22 bậc xuống vị trí 171, dự kiến năm 2015 tụt thêm 2 bậc xuống 173. Báo cáo cũng đánh giá mức thuế suất trung bình của Việt Nam cao hơn mức trung bình của khu vực Đông Nam Á. Cụ thể, doanh nghiệp Việt Nam phải mất 40,8% lợi nhuận để nộp thuế trong khi mức trung bình của ASEAN chỉ là 31,4%. Ngoài ra, Việt Nam đang là nước có số giờ nộp thuế cả bảo hiểm xã hội lớn nhất Đông Nam Á với 872 giờ nộp thuế, số liệu cập nhật giữa năm 2014. Cập nhật số liệu mới nhất, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, tính đến thời điểm hiện nay, sau khi thực hiện các giải pháp thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính, Chính phủ, Quốc hội, số giờ tuân thủ về thuế giảm được 370 giờ một năm. Trong năm 2015, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục rà soát để cắt giảm 45,5 giờ nữa, để đạt được mục tiêu 171 giờ trong năm 2015 theo chỉ đạo của Chính phủ. Hiện tại 40 trên 63 tỉnh thành có các doanh nghiệp vận tải gửi mức kê khai giá về cho các sở tài chính. Cục Quản lý giá cho biết mức giảm trung bình của giá cước vận tải lần này là 6-10%. Nếu không có phản hồi từ phía các cơ quan chức năng, 5 ngày kể từ khi có bản kê khai giá mới,
các doanh nghiệp sẽ tự động thực hiện theo mức giá cước vận tải mới. Một số tỉnh như Bình Định, Bình Dương, Cà Mau, Hòa Bình, Khánh Hòa, Thái Nguyên đều đã có báo cáo giảm giá từ các hãng taxi, vận tải, chạy tuyến cố định, xe buýt, với mức giảm thấp nhất là 3%, mức trung bình là 6-10%. Đáng chú ý, có một sự chênh lệch đáng kể về mức giảm giá các tuyến vận tải hành khách cố định ở các tỉnh. Trong khi giá cước vận tải của các hãng ở Bình Định có thể giảm tới 21%, Thái Nguyên chỉ giảm trung bình 10%, Khánh Hòa giảm hơn 7%, còn Bình Dương có 3 hãng không giảm giá cước. Tại các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng vẫn có một số hãng xe chưa kê khai giá cước vận tải mới. Theo báo cáo của Bộ Y tế, năm 2014, tỷ lệ cao nhất về ứng dụng phần mềm tin học bệnh viện ở Trung ương chiếm 100%. Nhưng ở tuyến tỉnh và huyện thì tỷ lệ lần lượt là 68% và 61%. Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong năm 2014, tỷ lệ cao nhất về ứng dụng phần mềm tin học bệnh viện ở Trung ương chiếm 100%, nhưng ở tuyến tỉnh và huyện thì tỷ lệ lần lượt là 68% và 61%. Hiện khả năng kết nối liên thông các hệ thống thông tin giữa các bệnh viện ở Việt Nam hầu như chưa có. Bộ Y tế đang triển khai thí điểm dự án bệnh án điện tử và quản lý hệ thống bệnh viện. Trong đó, nâng cấp phần mềm tin học quản lý của 6 bệnh viện gồm Bệnh viện Nhi Trung ương, Nhi Thanh Hóa, Phụ sản Trung ương, Y học cổ truyền Trung ương, Đa khoa Hà Tĩnh và Đa khoa Trung ương Huế. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có văn bản đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố đề nghị rà soát không để dịch vụ đổi tiền lẻ hưởng phí chênh lệch tồn tại trong khuôn viên di tích và lễ hội. Theo đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu rà soát không để các hoạt động dịch vụ về đổi tiền lẻ hưởng phí chênh lệch tồn tại trong khuôn viên di tích và lễ hội. Vận động hướng dẫn du khách thực hiện nếp sống văn minh, sử dụng đồng tiền hợp lý, có mục đích văn hóa. Khắc phục tình trạng sử dụng tùy tiện đồng tiền Việt Nam, đặc biệt là tiền mệnh giá nhỏ và tiền quốc tế nếu có. Trong các hoạt động tín ngưỡng, lễ hội, tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm. Năm 2015, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với các bộ ngành để triển khai quyết liệt hơn. Việc đổi tiền lẻ thu phí, nếu cơ quan công an phát hiện, người vi phạm sẽ bị xử phạt theo Nghị định 96 về xử phạt trong lĩnh vực tiền tệ. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Phát biểu trước Hạ viện, Thủ tướng Đức Angela Merkel cam kết bảo vệ người Do Thái, người Hồi giáo đang sinh sống tại nước này khỏi định kiến và cho rằng thúc đẩy các nguyên tắc dân chủ mạnh mẽ là cách tốt nhất để đối phó với bạo lực cực đoan. Bà Merkel cũng khẳng định cả người Thiên Chúa giáo, người Do Thái và Hồi giáo đều chung sống tại Đức. Đời sống Do Thái thuộc về nước Đức. Đây là một phần của bản sắc và nền văn hóa Đức. Phân biệt đối xử và kỳ thị tôn giáo không có chỗ đứng ở đây. Chúng ta sẽ không bị chia rẽ bởi những kẻ luôn nghi ngờ rằng người Hồi giáo tại Đức là khủng bố. Bản thân nước Đức cấm mọi hành động kỳ thị, mọi nghi ngờ về người Hồi giáo. Tuyên bố của bà Merkel được đưa ra trong bối cảnh làn sóng bài ngoại và chống người Hồi giáo tại Đức lan nhanh, có nguy cơ đẩy nước này phải đối mặt với chủ nghĩa cực đoan mới. Theo đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, Sose Pyong, cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc trong tuần này là một gợi mở thách thức đối với đề nghị của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nhằm giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ông Sose Pyong cho biết, Mỹ nói rằng các vụ thử hạt nhân và các cuộc tập trận chung là tách biệt, không liên quan với nhau. Vì thế cũng thật là vô lý khi gắn các lệnh cấm thử nghiệm hạt nhân với các cuộc diễn tập quân sự chung. Việc Mỹ và Hàn Quốc vẫn tổ chức các cuộc diễn tập trên biển là một sự gợi mở thách thức, buộc Triều Tiên phải phản ứng lại để loại bỏ các mối nguy hiểm của chiến tranh và cũng để giảm bớt sự căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ông Sose Pyong đồng thời cảnh báo những hậu quả khôn lường về một cuộc chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Với số phiếu 236-191, Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa chiếm đa số ngày 14 tháng 1 đã bác bỏ nhiều phần trong dự luật nhập cư mới do Tổng thống Mỹ Barack Obama đề xuất từ tháng 11 năm 2014. Dự luật nhằm tạm thời không trục xuất, đồng thời cấp giấy phép lao động cho khoảng gần 5 triệu người nhập cư bất hợp pháp. Hạ viện Mỹ cũng bỏ phiếu riêng rẽ với số phiếu 218-209, bác bỏ điều khoản sửa đổi khác của ông Obama vào năm 2012. Theo đó, cấp giấy phép làm việc và cư trú cho hơn 600.000 người nhập cư bất hợp pháp đến Mỹ khi còn là trẻ con. Hạ viện Mỹ cũng thông qua kế hoạch chi tiêu ngân sách gần 40 tỷ đô la Mỹ tài khóa 2015 cho Bộ An ninh Nội địa, DHS.
Chính phủ Italia ngày 15 tháng 1 đã khẳng định các nguồn tin nói rằng hai con tin người Italia Greta Ramelli và Vanessa Marullo đã được trả tự do và sẽ sớm trở về Italia. Ramelli, 21 tuổi và Marullo, 20 tuổi, đã bị bắt cóc ở thành phố Aleppo, Syria vào ngày 31 tháng 7 năm 2014, trong khi họ đang thực hiện công việc cứu trợ cho người tị nạn ở đây. Tổ chức khủng bố Hồi giáo Al-Nusra ở Syria đã thừa nhận tiến hành vụ bắt cóc này. Việc thương lượng giữa phía Italia và Al-Nusra được bí mật bắt đầu từ trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh vừa qua. Và sau 5 tháng, hai cô gái này lần đầu tiên cùng xuất hiện trong một đoạn video thông báo họ vẫn còn sống. Ngay sau khi chính phủ Italia xác nhận tin các con tin đã được thả, Al-Nusra tuyên bố Italia đã phải trả 12 triệu đô la Mỹ để đổi lấy sự tự do của họ. Song chính phủ Italia đã bác bỏ điều này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc.